Đôi khi cuộc sống thật khó khăn, ví dụ như đi học, dọn dẹp và vệ sinh cá nhân. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có một nút có thể giúp bạn lúc này lúc kia. Mình đói lắm rồi. Thực đơn của quý khách đây ạ. Món nào trông cũng ngon, xem mình còn bao nhiêu tiền nào. Khoan, sao thế này? Bị thủng ư? Xem có món nào mình đủ tiền trả không? Wow, nút bí ẩn này miễn phí. Lựa chọn hay đấy, tôi sẽ mang ra ngay. Không biết nút này mang đến cho mình lại đồ ăn gì. Wow, ngon mắt quá ha. Ok, bấm thử xem. Không thể nào, sandwich và burger. Mà ngay thôi. Tiết này chán như con rán. Chợp mắt một chút vậy. Mình chỉ nhắm mắt một lúc thôi. Mình ở đâu đây trời? Phòng này không có cửa gì hết. Có nhiều nút quá. Ấn thử xem có thoát ra được không. Không biết nữa. Nhỡ nút xui xẻo thì sao? Can đảm lên nào. Gì đây hả trời? Cái gì đây? Có chuyện gì chứ? Ê, khoan đã, đây là Coca mà. Ngon. Để xem nút khác có gì. Gì thế này? Loại bột gì vậy? Cứ tưởng sẽ có thứ gì hay ho như mưa Coca chứ. Chắc hẳn phải có nút ổn hơn nút này. Lông vũ nhiều màu sắc. Cảm giác thích ghê. Lông vũ thật mềm mịn. Được rồi, để xem còn gì khác nào. Sao không có gì? Bị hỏng rồi sao? Mình về lại lớp rồi. Liệu có ai khác cũng vào hộp nút bấm không? Chắc tất cả chỉ là mơ thôi. Trời, Pringles là ngon nhất. Mình thích loại snack khoai tây này nhất. Hết sạch sành xanh dữ. Chán quá, mình xoay hết lúc nào không hay. Chà, rồi thì thế nào? Phải rồi, nút bí ẩn. Lúc trước nó đã cho mình đồ ăn. Hay là mình thử nhấn xem sao? Trời ơi, nó mang đến một miếng siêu to khổng lồ. Chưa ăn đã biết là ngon rồi. Đồ ăn khổng lồ bao giờ cũng ngon nhất. Mình muốn ăn thêm vài miếng như thế này nữa. Tuyển cú mèo, snack đỉnh cao là đây. Chờ gì chứ, ăn thêm thôi nào. Ủa, không có gì là sao? Kìa, cái nút ngấm ở này, hoạt động đi. Mày phải mang đồ ăn đến chứ. Ôi không, mình phạm sai lầm rồi. Không. Cứu, tôi bị kẹt dưới miếng khoai khổng lồ. Nào, cả lớp bắt đầu làm bài kiểm tra vật lý. Ôi trời, ước gì mình ôn bài kỹ hơn. Này, giúp tao với, tao không biết làm. Gì, không có đâu, tự thân vận động đi. Wow, được thôi, cứ thế đi. Mình phải làm gì bây giờ? Hôm nay đầu óc mình sao mà nghĩ nổi chứ. Không, sắp hết giờ mất rồi. Mà khoan đã, mình có cách rồi. Ra đây đi nào, nút bí ẩn ơi. Giúp tao trong bài kiểm tra này nha. Tuyệt đỉnh, nút làm ngưng thời gian rồi. Mình chắc chắn sẽ đạt điểm cao trong bài này. Lấy từ đáp án chép cho nhanh. Khoan, mình nên nhân tiện tình hình này. Đúng rồi đó, vẫn phải ở đây nè. Cô sẽ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa cho coi. Được rồi, chép đáp án xuống nhanh nào. Ok, xong rồi, bài kiểm tra dễ nhất trên đời. Mình lại có ý hay. Chỗ tài hội họa thôi. Hài quá đi mất. Mình sẽ nổ bài luôn. Trông hài thật đấy, trò đùa số 1. Ok, bật lại thời gian nào. Hả? Gì thế này? Sao miệng mình toàn phấn vậy? Mình hơi ngứa mũi nè. Có chuyện gì thế này? Ai làm ra trò này hả? Hình như tôi biết thủ phạm. Ôi không,
cô cũng có nút. Hôm nay chắc chắn mình sẽ vượt qua cấp độ này. Nhìn cái phòng này, có khác gì cái chuồng heo không? Dọn dẹp ngay cho mẹ. Kìa, hết nước ngọt rồi. Này, mẹ vừa nói gì hả? Dọn cái chuồng heo này ngay lập tức. Vâng, lát con dọn. Ôi giời, mẹ suốt ngày càm ràm. Khoan, sao trong phòng này u ám quá vậy? Xong đời tôi rồi, tôi cần cứu viện. Đưa cho ta. Kìa, ngâm bí ẩn, nó sẽ giúp mình dọn dẹp chỗ này. Đi rồi, cứu với, nuốt bí ẩn ơi. Hài hước quá nhỉ, không có tác dụng gì đâu. Cái gì vậy trời, thế này mà giúp cái gì? Mẹ vẫn đang tới, nó không ngăn mẹ lại. Khoan, mình đang dùng nút sai cách. Đó, nút bí ẩn có thể giúp mình dọn dẹp. Mẹ, nhìn xem, sạch mà. Hả? Sao lại như thế được? Ôi, suýt thì xong đời với mẹ. Mình bị lẫn rồi sao? Ôi giời, thằng kia. Nút bí ẩn ơi, mày hại chết tao rồi. Học chơi ukulele khó ghê. Nhạc gì mà giật cục vậy? Áo, lông mày tui. Cậu buồn cười quá đi mất. Lông mày tui. Sao cậu dám cười tớ hả? Cậu mà làm chắc ré lên rồi chứ ngồi đấy mà cười. Lông mày cậu lởm chởm trông thấy ghê. Thôi đã. Chắc mình cũng nên tỉa một chút ha. Chắc chẳng khó gì đâu. Ai mà chẳng tỉa lông mày, mình cũng làm được. Ok, và việc thôi Nhíp ơi. Bắt đầu nè. Áo, cô ấy nói đúng. Đâu dã man, nhưng phải tỉa nốt chứ. Ai mà nghĩ ra trò tỉa tốt này vậy? Mà khoan đã. Mình hồ đồ thật đấy. Ai mà nhổ từng sợi vậy chứ? Nên bị ẩn sẽ giải quyết vấn đề này. Hả? Ôi không, khủng khiếp quá. Sửa đi nốt ơi, sửa đi. Thân đấy hả? Giải pháp của mày đó sao? Kìa, lẽ ra phải làm cho tôi đẹp hơn chứ. Trông ổn rồi đấy. Thôi, về như cũ vẫn hơn. Hả? Gì thế này? Sao tóc mình dài quá vậy? Phải nhấn lại mới được. No. Về lại rồi. Tạ ơn thần linh. Nút bí ẩn nguy hiểm thật đấy. Thà nhổ tiếp còn hơn. Nhưng mà đau muốn xỉu. Bạn sẽ nhấn nút bí ẩn khi nào? Cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè mình và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video hay như thế này.